Bây giờ mình có một đồ thị có T là biến độc lập nằm trên trục nằm ngang và D là biến phụ thuộc nằm trên trục thẳng đứng. Mình có một cái bảng ở đây, bảng này thì tương ứng với đồ thị này. Khi mà T bằng 1 thì D là 40, khi T bằng 22 thì là D bằng 80. Nhưng điểm, những điểm này tương ứng với các điểm trên đường này. Sau đó đề giải thích cho mình là mình đang mua thẻ thành viên cho phòng tập gym. Thẻ thành viên là 40 đô một tháng theo đồ thị và bảng trên thì D là tổng số đô la bạn phải trả cho thẻ thành viên là D ở đây và T là số tháng bạn duy trì tư cách là thành viên viết một biểu thức cho số tiền D bạn phải trả cho thẻ tập gym nếu mà bạn giữ thẻ trong, trong T tháng bạn có thể thấy ở đây một tháng bạn trả 40 đô, hai tháng bạn trả thêm 40 đô, cộng lại là 80 đô Bạn có thể thấy biểu đồ thị ở trên này Không tháng thì bạn không trả gì hết Một tháng thì 40 đô, tháng tiếp theo lại thêm 40 đô thành 80 đô. Nếu mà mình viết ra thành phương trình thì biến phụ thuộc sẽ là số tiền mà mình phải trả. Nó sẽ phụ thuộc vào thời gian. Nó sẽ phụ thuộc vào thời gian. Vậy nó sẽ phụ thuộc với thời gian như thế nào đây? Mình sẽ trả 40 đô cho mỗi tháng nhân số tháng. Mình có thể viết 40 kèm dấu hỏi thị này bằng cách bấm Shift 8 rồi viết T ở đây hoặc chỉ viết T ở đây thôi. Vậy, vậy, là đúng rồi Vì nếu mà số tháng là không Dựa vào bảng này và đồ thị này thì mình không trả gì hết Nếu có lệ phí thành viên ban đầu thì mình có thể cộng lại Cộng vào tiền thành viên Và sau đó mình trả phí hàng tháng Nhưng mà nhưng mà ở đây thì có vẻ là đúng rồi Số tiền trả bằng 40 lần số tháng 40 lần số tháng Số tháng là biến độc lập Nó điều khiển, nó điều khiển biến phụ thuộc là số tiền mà bạn phải trả